cái chị. Chị Thi ơi, nãy em quay bị rất tiền và mua thiếu không? À mọi người ơi, tiễn khách giùm cho chị nè. Ôi tiễn khách giùm cho chị nè. Ủa chị vậy đúng hả? Ừ. Ủa chị vậy đúng hả? Lựa chọn nha, một người hai phần, ok. Xếp hàng luôn. Xếp hàng lại được không? Dạ. Ê, của chị là được hai phần. Ủa, hai phần, em chưa hai phần. Ừ, được. Của em, hai phần đó. Trời, cái đó mình là 150 đúng không? Chị Thi ơi, nãy em quay bị rớt tiền và mua thiếu không? À mọi người ơi, tiễn khách giùm cho chị nè. Ủa chị vậy đúng hả? Ừ. Chị để cho mọi người trên mạng đó là chị không biết thiếu không? Không, đối với chị, tình cảm là chính, đúng không? Dạ. Tiền là mươi, có tiền là chị mới sống được. Dạ, xin lấy mình em về luôn ạ. Thôi nói giỡn chứ, bây giờ chị bán cho em thiếu mà chị cầm đồ được không? Em có đồ gì chị cầm nha. Lấy đồ dài nói chị, lấy đồ dài nói chị. Lấy mẹ. Còn đây. Còn chiếc xe bốn bánh rồi. Rồi ok, chiếc xe bốn bánh nào cũng được. Cổ phần của em là tổng cộng được không? Con đừng quen tay tưởng tượng. Em thấy cái điện thoại này mà em ngồi được mà đúng không? Em ngồi được, em ngồi lại đây cũng được. Nhưng mà nó đang thiếu rau răm và xoài. Cho nên bây giờ Si, con chạy vô chổng con lượm được bao nhiêu bịch xoài, bịch rau răm cho cô. Cô coi. Của em tổng cộng là 680. Thôi nhớ giỡn chứ là sao vậy, 60 má ơi. Trời ơi, em gái hay BD vậy? Ôi. Dạ, mọi người muốn theo khúc nào ta? Đây. Anh gọi nó chạy ra đây nha. Ráp hả? Đây, của em rồi em mới nói lại cho chị 10.000 nữa. Trời ơi, nó ghét quá à. Cái tướng chất lượng quá à. Tôi mà là đàn ông là cái con này nó ba đứa con với tôi rồi. Thiệt chết với tôi. Mẹ. Hả? Thôi con. Thiếu cho thiếu vô trong ngồi. Ừ đây chị đưa em thêm là hai trứng gà. Ra bàn mình hát kịp chế luôn mọi người. Được, hát luôn, đưa em hát luôn đi được, không sao. Rồi ok em ra bàn, anh nhớ thiếu chị 10 ngàn nha. Cầm cái điện thoại iPhone là 11 lại chứ. Nước thấy rất là nhiều luôn á. Kiểu là em giao lưu cần thiếu này. Hai mọi người nha, hôm nay mình gặp bên Thi, em rồi bán phụ Thi là gặp nha. Hát đi Thi. Vậy em muốn hát chế hay rap? Bài sóng gió hả? Hay là nhạc chế? Vậy em muốn hát gì em hát gì cũng được. Em hát mèo hay là hát rap hả chế? Bài của em đi. Cứ nhìn trước đi, em nhìn trước đi. Trời ban ánh sáng năm tháng tư về, sáng ai về sung lối. Người mang tia nắng những cớ sao còn lầm còn. Một mai anh lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh cười sang khiến em lẻ loi. Anh biết là sự thật em không thể che giấu khi anh tin từ mắt. Mới hôm qua em còn ngồi bên anh, nhưng sau hôm nay em đã không còn bên cạnh. Tất cả đỡ thay, em đã theo người khác. Anh đứng nơi đây với gương mặt ngơ ngác. Khi nhìn thấy em tay trong tay, cũng đến một người lạ thật sự anh không hay. Đừng tìm lý do để là dối anh nữa, xin em hãy buông tay, kết thúc đi là vừa. Nhìn lại quá khứ, hay mặt nước trong xanh. Ước ai ta là bản thân chỉ là sự mong manh. Với em, anh không đáng thì em cứ tìm người mới đi. Nếu kéo nhau làm gì nữa, em hãy bỏ hết. Hồi nó dài lắm. Anh biết anh hát, rồi anh đi mail, rồi anh sáng tác nữa. Ba em giao lưu với mọi người đi. Anh hát phụ Thi. Mọi người cũng không dám đi, dạ, cũng dám đi. Dạ, em có chút xíu rồi mọi người. Em biết cách Thi lâu chưa bé? Dạ. À, nghe em cách... kiểu em lướt trên mạng, nói chung là lướt tới đâu mà thấy tới đó. Rồi mà thích cái sự duyên dáng của chị Thi. Nói chung là chị rất là dễ thương luôn. Mà em thì em thích những người mình dễ thương, với lại hòa đồng với lại mọi người đó. Là nè, em hỏi là chị người đâu qua? À, nó ở bên Gò Vấp. Thấy cá Thi như thế nào? Gặp ngoài đời. Duyên nha, nhưng mà bán thiếu là không thích rồi đó. Không thấy bán thiếu là không thích rồi đó. Mà tại sao lại phải bán thiếu? Tại vì rất tiền của mọi người, không có tiền. Hai bên xoài nè. Dạ rồi. Đó, đó ăn đi. Không thích chị quá giờ sao? Quậm chị đi. Quậm được. Không thì chị cho em chơi cái cù lẳng của chị vui lắm. Lòng tận lòng tận dễ thương lắm. Em biết chơi ống nước, nước biết chơi, nước không? Ống nước thẳng thì em biết chơi. À, tay tay vậy vậy ba đi. Trời mẹ, ống nước của chị nó nghiêng vậy, bên trái nó nghiêng vậy. Dạ, sư vậy sư. Con ơi. Dạ. Con quậm. Con quậm với chị nè, chắc luôn. Rồi, ok. Con quậm. Đông quá, bên đây đông vui quá. Ui, hồi nãy em qua em chỗ em không được mua bánh luôn mọi người. Xếp hàng lâu không? Em xếp hàng bao lâu? Em xếp tầm 9 người. Hôm nay đỡ hơn mỗi ngày chị, bình thường. Em biết chiều vô hôm nào là mình xếp hàng, tại vì em xem mấy cái video em thấy giờ là đông lắm luôn. Chị đi sớm rồi. Ủa,
mình phụ bán nó được không ta? Được. Chị Thi ơi. Bây giờ được, ok, em muốn chơi nè. Em muốn chơi thứ gì? 72 chiều hay là 36 chiều? Em mình bán bánh tráng chứ không có làm gái. Em la lên rồi tao tưởng chị làm gái, công an bắt chị sao? Em bán 3 phần chị, em sẽ được ưu tiên 2 phần đỡ tốn tiền em chưa? Mà vừa miệng ăn ok em. Nó có 10.000 hết rồi, cho 10.000 không? Làm gái đi phía sau ấy chị. Ok đây. Bán sao chị em ơi? À bây giờ bán 1 phần là 30, nhưng mà em là người đẹp, em cứ vô bán phần 75.000 cho chị nha. Rồi. 2 phần đây em ra bán. Bỏ lại vô có bây giờ em bán không nha. Ok đó. Mua mấy phần hả? Hai phần không á chị, 2 phần không. Rồi sao sao tính dễ dùng quá. Trời ơi là trời. Tôi đứng cái con bé này, tôi tưởng tượng là thằng lặng nó đuôi cục tình không à. Đây, của mình. Hai bịch. Á, trời ơi, này, giờ bán vậy là thấy mẹ chị rồi. Nó bỏ 3 bịch xoài vô. Đây, đây khách đi gửi. Cho khách đi là 10.000 với gia đình mình đi. Rồi, chưa. Rồi. Cho 5.000 cái lệnh lên nha. Mọi người phải tới đây vui lắm mọi người. Các bạn thôi cũng vui lắm. Đây nè, mình phát cho mọi người. Con chú chú này trời ơi, không có đủ bánh ra. Có 10.000 rồi. Ok bây giờ là em thiếu gì 10.000 em đâu thiếu 10.000 cho chị nha. Rồi em đi 50. Ok à, một bịch xoài đây giờ mọi người thông cảm cho em, mua 2 bịch 1 bịch xoài giùm nha. Rồi em có đủ xoài á đó. Đó cũng thắc mắc là bánh tráng như thế nào và nó biết được là những cái khán giả của chị Cát Thi là ở từ xa và những bạn mà xem những cái video là sẽ không biết là cái bánh tráng ngon như thế nào mà hot như thế, thì hôm nay nó đến tại chỗ luôn và nó sẽ xin phép review và thật sự nha, nó sẽ review thật sự cho mọi người xem. Năng nghệ ôi xạo chửi quá. Em có được 2 bịch đây, em review lẹ lẹ hết bánh tráng rồi. Em mua rồi má. Bây giờ em qua em review ha. Rồi một người mọi người bánh tráng đi CC con ơi, cô chạy kiếm bánh tráng cho mẹ, nó quầy tài em. Dạ. Em có chơi quay tay chưa? Dạ quay biết chơi. Không, em có sò lông quay tay được đâu. Không, em quay tay suy nghĩ chị ơi. Làm gì? Ủa selfie hả? Dạ. Rồi ok con. Đây. Đây để cái thi chỉ mọi người. Cái bịch bánh tráng trộn nó rất là dễ dàng cho mọi người nha. Đó. Đây là bịch nước tắc của các thi. Nước tắc của các thi. Nước của các thi. Nước em nước làm cái gì vậy không? Nước bị tắc. Nước nhiều mỡ quá à. Đây. Thì chọn em hát đi chứ em đâu ngồi không được. Đây. Ờ em hát điểm được chứ. Em hát được không? Thánh nữ nhạc chế mà nên em ngồi không không mượn. Đúng rồi, anh mở nắp xong ra đi mà đi một bệnh ghế sao mở. Vậy em hát cho chị đi. Hát đi. Em hát bài gì để ba nén trầm hương đi. Đúng rồi. Anh mở nắp xong ra đi. Ngó coi ở trong có gì. Nếu không có gì thì anh đóng cái bịch lại đi. Đóng mẹ khỏi ăn luôn. Tôi đóng cái bịch, đang tách cái bịch thì tôi đóng cái bịch lại. Anh làm nữa đi nè. Chồng cười duyên dáng dễ sợ. Gái. Em có chồng chưa? Dạ, chưa có chồng hai con. À, vậy là em đã có chồng rồi. Con ơi. Con đâu? Dạ, con chứng tỏ chưa con, chứng tỏ chưa con. Dạ. Dạ lên đúng không? Đây, đây chưa. Chưa có chồng của con nữa, nó ghế cái gì? Bé nhỏ nhắn dễ thương ha. Ơi, anh nhớ em quay vlog nấu ăn cho nó thì tự tế. Tại vì em không biết nấu cái của em. Em ơi. Mà em thích chị, tới em review em về. Chị em ngồi không bên đầu nghiệp á. Đập nha mọi người. Đập nha mọi người. Đập trứng của các thầy. Đây. Đây nước tắt nè mọi người. Đó. Rất là dễ thương nha mọi người nha. Đây. Bây giờ bé nào sẽ đặt hai cái trứng của chị Thi nha mọi người. Đập em mạnh lên em. Đập mạnh lên em. Đừng có ngại. Được chưa? Bây giờ bánh cắt trộn này nè,
mọi người phải cần cái mọc như thế này nè. Mọi người trộn cho mọc thì cũng được, nhưng mà cái thi đang muốn à cho mọi người nhìn nó rõ nha, nó nhìn nó rõ đàng hoàng. Em quay tay đều đều lên giùm cho chị. Rồi em bỏ xoay đó chị đi. Rồi. Hả? Không đâu im nào, trời bán bánh tráng hết rồi về. 24/24. Tao quay tay để tao quay bánh nè. Tao quay bánh vô đó. Đây xoài đó. Rồi em luộc cái trứng gà ra cho chế nha. Trứng gà là để mình bóp mình nựng nha. Giờ nó sẽ bỏ cái trứng của Thi Thi vô đây cho mọi người. Ơ trứng của Cát Thi, xin lỗi. Trứng của Cát Thi vào đây cho mọi người. Không biết tôi có trứng nào nữa. Vui vẻ không vào nha Cát Thi. Vui vẻ không vào nha. Anh mới làm lớn chuyện lên. Chính anh mới làm lớn chuyện. Người ta đang thân thiết nha. Đó. Đây, em muốn ăn trứng cút. Em đổ trứng cút ra luôn đi em. Đây, ủa là đây. Một bịch mình có mấy trứng ta? Một bịch mình được 5 trứng, một trứng gà, 4 trứng cút. Ủa hai trứng to của các thê cùng mấy trứng nhỏ của ai vậy ta? Em của em. Không, của em không được gọi là trứng. Của em không được gọi là trứng mà gọi là hột. Đây, hột của em đây. Hột trứng cút của em cũng giống như hột gà vậy đó. Đây, đi làm. Ủa sao là mình phải đánh chuyện á? Nhỏ, từ từ nha. Quay qua kia nè, đó đây nè. Ok đó, em thấy có bao nhiêu đồng ra tiền cái tay của mình. Hả? Trộm điều lên. Anh đợi tí xíu anh, nó thăm thăm điều nó sẽ đỡ. Rồi bây giờ nó sẽ để đây, năm sau nó quay lại nó ăn nha. Được không ạ? Tao biết làm gì không? Hôm nay đi quay gì? Thành bánh tráng quá thật dạ, đó má. Dạ, quay vô, xin nhắn rồi. Dạ, cho đây kiếp. Mình em là cơm của em chỉ có học về cô lát thôi. Mọi người cũng dán bé nha. Tối cho nó 90 giờ nó về nha. Em cảm thấy ok mà. Nhiều khi em ra tiệm mấy cái tiệm trộn bình thường em mua ăn thôi. Em thấy cũng ba mấy bốn môi rồi đó. Ok, nhưng mà em vẫn thích ở đây mọi người, vẫn thích nhất là cái chỗ này nha. Em nghĩ là cũng dạng như là mỗi người một ý á, có người sẽ cảm thấy ngon và có người cảm thấy là nó không ngon, tại vì đơn giản là không vừa vị mọi người. Chứ là bạn nào mến ở đây thì mọi người tới mua thôi. Khùng, nó khùng rồi. Nó bị điên á. Chụp lại đây, chụp lại đi. Chụp lại nha. Khùng biết rồi. Nó khùng rồi đó. Nó nghe đổi thằng chụp hình mới đây.